Các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về đề tài của nhà phát triển web. Nhà phát triển web làm gì? Các nhà phát triển web tạo và duy trì các trang web. Họ cũng chịu trách nhiệm về các khía cạnh kỹ thuật của trang web, chẳng hạn như hiệu suất và dung lượng của nó, là những thước đo về tốc độ của trang web và lượng lưu lượng truy cập mà các trang web có thể xử lý. Ngoài ra, các nhà phát triển trang web có thể tạo nội dung cho trang web. Bạn cần những kỹ năng gì để trở thành một nhà phát triển trang web trước khi có thể tự gọi mình là nhà phát triển web và bắt đầu nộp đơn xin việc? Bạn cần phải nắm vững các kỹ năng sau. Thứ nhất, ngôn ngữ HTML, CSS and JavaScript. Thứ hai, thư
thư viện và khung công tác Bootstrap and jQuery. Thứ ba, Git and GitHub. Thứ bốn, tùy chọn phát tạo phần mềm thiết kế và Photoshop. Nhà phát triển web là ai và họ làm gì? Các nhà phát triển web chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển các trang web và áp dụng ứng dụng trang web, sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình và công nghệ web khác nhau. Các nhà phát triển web quản lý chức năng trang web, triển khai các tính năng ứng dụng và tích hợp các biện pháp bảo mật. Công việc của một nhà phát triển web là như thế nào? Các nhà phát triển web làm việc chặt chẽ với các nhà quản lý dự án và nhà thiết kế để bảo đảm rằng các sản phẩm cuối cùng tuân thủ ngân sách, phạm vi và thiết kế được xác định trước. Các nhà phát triển web đôi khi cần có khả năng cho nhà tuyển dụng hoặc khách hàng xem nguyên mẫu của một nhà trang web để giúp họ hiểu sản phẩm hoàn chỉnh sẽ như thế nào. Làm nhà phát triển web có khó không? Sự thật sẽ cần thời gian và sự kiên trì. Câu trả lời thực sự là việc học đang diễn ra liên tục. Học tập và làm việc trong lĩnh vực phát triển web cần nhiều nỗ lực và thời gian. Vì vậy, bạn không bao giờ thực sự hoàn thành phần học tập. Có thể mất nhiều năm để thành thạo các kỹ năng của một nhà phát triển web giỏi. Các nhà phát triển web có làm việc tại nhà không? Nhiều nhà phát triển web cũng có làm việc tại nhà. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn đối với một số người. Một số nhà phát triển web có bằng cấp chương trình 2 hoặc 4 năm và chứng chỉ để phát triển web, trở thành một nhà phát triển web tự do hoặc làm việc từ xa có một số lợi thế. Những nhà phát triển web sử dụng ngôn ngữ nào? Các nhà phát triển web sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau như PHP, Python, Java, Ruby và gần đây là JavaScript cũng đưa vào các cuộc cạnh tranh giới thiệu bản thân để xử lý phần phụ trợ. Là một nhà phát triển web, bạn phải có kiến thức về ít nhất một ngôn ngữ lập trình để xây dựng ứng dụng web của mình. Các nhà phát triển web làm gì cả ngày? Bạn có thể dành thời gian còn lại trong ngày để lập trình và phát triển trang web của công ty hoặc khách hàng, hoặc dành thời giờ phát triển khai, triển khai các nền tảng và chức năng mới. Nếu có thời gian, bạn có thể quyết định thực hiện một số nghiên cứu và các công nghệ, công cụ mới có thể cải thiện cách bạn phát triển các trang web. Phát triển trang web có làm cho bạn trở nên giàu có không? Câu trả lời là có. Vì có rất nhiều vị trí tuyển dụng cho các nhà phát triển trang web và các công ty cũng trả lương cao cho một nhà phát triển web. Bạn thậm chí không có bất kỳ bằng cấp nào để trở thành một nhà phát triển web với kỹ năng phát triển tốt. Tại Hoa Kỳ, mức lương trung bình của một nhà phát triển web là 69.000 mỗi năm. Thiết kế web có căng thẳng không? Việc phát triển web luôn căng thẳng vì gần đến ngày giao hàng, hoặc là front-end hay back-end phát triển và phụ thuộc yếu tố vào khách hàng và những gì sắp xếp của thời gian của công ty. Và vì những lý do đó, bạn có thể có thời gian xử lý một vài tuần trước ngày giao hàng. Nhà phát triển web có cấp độ đầu vào làm gì? Mức trước cuối nhà phát triển web giúp tạo ra các giao diện như người dùng và các khía cạnh tương tác của một trang web. Mức lao động, bạn giúp các nhà thành viên của phát triển góp nhóm người trang web chương trình sử dụng HTML, CSS và mã JavaScript. Bạn có thể kiếm được việc làm với chứng chỉ phát triển web không? Bắt các thiết kế trong công việc của web có thể bắt đầu một sự nghiệp
như một web designer mà không nhận được giấy chứng chỉ nhận thiết kế web. Nhưng nếu bạn nghiêm túc về việc bạn phát triển nghề nghiệp, một giấy chứng nhận là một nơi tuyệt vời bắt đầu. Bạn có thể hoàn thành chứng chỉ trong một khoảng thời gian khá ngắn, thường là trong vài tháng chứ không phải năm. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn. Thank you.